Em trai à, cha của mình lâm trọng bệnh qua đời sớm. Xui thay, trước khi cha chết bất đắc kỳ tử, anh hai chưa kịp hỏi bây giờ sẽ chia tài sản như thế nào. Thôi thì bây giờ quyền huynh thế phụ. Trước mặt tổ tiên, anh hứa sẽ chia thật là công bằng. Đúng rồi, anh hai đang nói tiếp lời chị. Bởi lẽ chị nghĩ tới khúc này thì anh em cũng sẽ nhường lời cho chị, cho nên tiện đây chị cướp lời anh luôn. Hai đứa à, xét về tuổi đời, hai đứa không thể nào lớn hơn anh chị, tức anh chị cao hơn, đúng không? Đúng. Để chị. Và xét về thứ bậc giai dế trong dòng họ, trong gia đình, hai đứa cũng thấp hơn, tức anh chị cao hơn, đúng không? Đúng, chị biết. Cho nên chuyện chia chác là chuyện nhạy cảm. Chị tính như vậy. Ở trong cái nhà này thì cái gì mà cao lớn, có độ dài, đàng hoàng, màu vàng là của chị, giống như chồng chị là của chị. Còn cái gì thấp bé nhỏ con lon ton tí hon là của hai đứa. Hai đứa cứ lấy nha. Kìa em, em nói gì kỳ vậy? Suy nghĩ kỹ lại anh thấy chị hai nói đúng. Chịu không? Được không? À, hai anh chị lớn cho nên là anh chị chia sao cũng đúng hết á. Vậy là chịu hả? Dạ chịu. Nó chịu. Ủa chồng, rồi cuối cùng mình được chia có mỗi cái quạt ông địa này thôi hả? Đâu, tôi còn được chia đôi guốc nè. Chồng bị gì vậy? Đôi guốc của hai vợ chồng mình mang đó giờ mà. Thôi kệ, tôi nghĩ là hai vợ chồng mình vẫn có thể sống được nhờ cái quạt này. Quan trọng vẫn là thần thái. Thần thái? Bây giờ bị đuổi vẫn phải thần thái. Bị đuổi vẫn phải thần thái. Giờ đi phải giữ thần thái. Đi phải giữ thần thái. Thần thái vô. Thần thái vô. Quan trọng vẫn là thần thái. Quan trọng vẫn là thần thái. Tình yêu sao thật đẹp, vượt qua bao khó khăn, vẫn yêu thương chẳng lo nghĩ gì. Ông là ai? Chào hai người lạ. Ta chính là ông Bụt. Ông Bụt? Khi nãy chỉ là ta thử lòng hai đứa thôi. Nhờ như vậy ta mới biết là hai đứa con là hai người có tấm lòng bác ái, nhân hậu quá chừng, sống trọn tình vẹn nghĩa. Mà không chỉ là với nhau đâu, với tất cả những người xung quanh nữa kìa. Đặc biệt,
là rất quý trọng những tình cảm và kỷ vật mà cha con để lại. Thôi thôi thôi, đừng có buồn cái quạt đó nữa. Ta có một món quà muốn tặng cho hai đứa. Xem đây. Ủa cái gì vậy ông? Chính là cây quạt điện. Cây quạt điện này sẽ giúp cho tụi con thay thế cây quạt đó đó. Ủa còn cái cục màu đen này? Cái cục này là bình ắc quy. Biết chi không? Bình ắc quy này nó sẽ tạo ra điện. Nó tạo ra điện rồi cây quạt điện này sẽ chạy được, con hiểu không? Đây, đỡ giùm đi nè. Đỡ giùm đi nè. Đồng không có nồng. Nè nè. Đó. Thôi thầy đâu nói con gái nữa không con gái. Đó, có cái quạt này rồi. Hai tụi con tha hồ mà sử dụng nha. Cảm ơn ông bộ. Chị hai, trời ơi, sao mà hai người ra nông nổi như vậy? Chị hai anh chị có tiền mà không biết giữ, suốt ngày rượu chè tiệc tùng rồi bài bạc, bây giờ ra nông nổi này. Quên nữa, bây giờ cho anh chị gửi tiền. Sao mà tụi em có thể lấy tiền hai anh chị được? Vậy hai vợ chồng mình đi về đi. Thôi mà anh chị, hai anh chị đừng đi. Hay là bây giờ hai anh chị cứ ở lại với tụi em, cùng tụi em làm ăn, xây dựng lại cơ ngơi của ông cha, được không hai anh chị? Ông bà ta nói đúng, quan trọng là thần thái. Gương mặt của hai tụi em bây giờ rất là bác ái. Bởi vì lúc nào tụi em cũng luôn sống thoải mái. Vậy sao hai đứa không giận anh chị, dù anh chị đã làm bao điều sai trái? Tụi em không giận gì hết, chủ yếu vẫn là thần thái. Thần thái. Trên mặt của anh chị bây giờ đã toát lên vẻ hối cải. Vậy thì anh chị xin hứa, kể từ nay anh chị sẽ lao động một cách hăng hái. Vậy thì bây giờ bốn đứa chúng ta hãy cùng nhau hóng gió một cách thư thái. Vô anh chị ơi. Vô. Đó là hành trình trăm năm tạo gió tự nhiên Panasonic của tổ tiên nhà tôi. Và cho tới bây giờ, gia đình tôi vẫn kinh doanh quạt gió như ngày nào. Người lạ ơi, cho xin 10.000 đồng quạt gió đi. Vô luôn anh trai ơi.